Trời ơi, một chiếc xích đu rất là xinh luôn, lại còn có cả một chiếc gối ôm nữa. Em phải hết sức nhẹ nhàng ấy nha, không mà đổ của chị bắt đèn đó. Ấy, cho bạn này ngồi. Này, chị sẽ đung đưa này, một chiếc đung đưa. Mùa hè mà ngồi thế này thì cứ gọi là mát cực kỳ luôn. Em ơi, ngồi đây nha. Bạn Sushi đi đâu mà lâu thế nhở? Cả tuần nay lóc ghép mới xong cái ngôi nhà thân yêu như này. Bảo em chạy ra đây một tí mà mãi không thấy đến đi gì cả. Hoa này để đâu nhỉ? Hoa mình cứ để đây nè. Trời ơi, ngôi nhà này thật là xinh đẹp luôn. Đó, một ngôi nhà mất rất nhiều công phu của hai chị em. Có những chậu hoa rất là xinh. Một chú mèo đáng yêu. Được quá thật đấy. Dẹp ở đây nha. Trời ơi, em đi đâu mà lâu thế? Ngồi đây, ngồi. Sẽ em lấp ở đằng sau chị. Đây, ngồi xuống dưới, ngồi xuống dưới. Sẽ em lấp đằng sau. Em nhìn không, ngôi nhà của chị em mình đây. Không? Ê, mua gì đấy? Em phải mua pháo bông đây. Pháo bông phải đốt cái nhà mới này của mình á? Không, mình cầm GV nhà. À, chúc mừng ngôi nhà mới đúng không? Đây, em nhìn này, một em đang ngồi trên xích đu, một em thì ngồi ở ghế này được không? Được. Em nhìn đấy nhá, đây trên này là sách này, những cái chậu cây nhỏ đấy. Đây, đúng không? Trên ghế này, À, chị còn có một điều bất ngờ cho em. Nhìn nè, chị đã làm xong rồi đấy, nhìn này. Wow, đấy chưa? Ôi nhưng mà trời này hôm nay hơi sáng đấy. Ở trong tối là nó long lanh lắm. Đấy, bóng điện này, nhìn này. Sao? Chị ơi, chị đốt pháo bông đi. Đúng rồi đấy, chị em mình sẽ đốt pháo bông. Trời ơi, từ từ thôi, rồi. Em làm rơi hết xuống rồi. Bao nhiêu cổng chị làm từ sáng hơn rồi. Cái này nó rất là nhỏ à. Em có biết không? Em không để. Lần sau phải cẩn thận nhá. Trời ơi, bao nhiêu công của chị suốt một buổi sáng. Em có làm đâu mà em biết. Chị ơi, chị đốt tiền. Ôi, kinh. Có vẻ ăn chơi đấy, đưa chị xem nào. Được đấy. Có chị cháy ở chỗ này thôi. Còn đâu cái sắt nó không cháy được. Ừ, đúng rồi, cái pháo bông mình chơi hay mà. Sinh nhật mình vẫn đốt được mà. Chị lại tưởng em nhật, đi đâu. Sinh nhật anh quay cũng này, không cần mẹ. Mỗi người cầm như này đốt được. Thế cho nó đẹp, cho nó rực rỡ. Ngôi nhà mình đẹp như thế này cơ mà. Nó không được. Nó không cháy xuống đây. Đúng rồi, nên rất là an toàn. Còn công phu của chị em mình được ngôi nhà đẹp không? Này cái ghế này à, này, bỏ ra bỏ vào rất là dễ nhá. Rèm riếc đàng hoàng luôn. Đấy, cái này là kệ sách em. À, em có giúp xuống, Đấy, chị em mình từ cho. Cháy đâu ta? Đó quá. Các bạn ơi, nhìn này. Wow, cái gì cháy à? Nhà mới. Wow, pháo bông đẹp quá, Tí, rút xuống nó không vào tay đây. Ôi, còn dư cháy hết rồi, còn chín cháy hết rồi. Wow. Ôi, hành cái này luôn. Nó độ xịt, đưa chị. Không có bỏng đấy. Thành hai cái cây hoa luôn, chúng mình sẽ để đây. Đó. Bây giờ chơi hoa nhá. Bây giờ nhà mới tân gia rồi đúng không? Em nhìn có đẹp không? Em thấy có đẹp không? Này, em nhìn cái bóng đèn này. Đấy, này, xả ra luôn. Xinh quá à. Ta đi, Thử đèn này. Đấy, em thấy được không? Xin chào chú mèo. Em lấy bạn xích đu về nhá. À, đấy, bạn xích đu đấy. Bạn này sẽ vào xích đu rồi. Trời ơi, một chiếc xích đu rất là xinh luôn. Lại còn có cả một chiếc gối ôm nữa. Em phải hết sức nhẹ nhàng ấy nha. Không mà đổ của chị bắt đèn đó. Ấy, cho bạn này ngồi. Này, chị sẽ đung đưa này. Một chiếc đung đưa. Mùa hè mà ngồi thế này thì cứ gọi là mát cực kỳ luôn. Đấy, đúng rồi, bạn này thì ngồi ghế sofa. Còn để chiếc ghế này ở đây. Đấy, đẹp không? Hoa này. Này, thế cái này bây giờ chị cho em mang về phòng em để đấy. Em có bàn học, cái chỗ này đút vừa luôn nhỉ, chị không đút vừa. Sao thế? Rồi thì chị yêu em, chị tặng em luôn ạ. Mang về để ở bàn học nhá, bê cẩn thận nhá. Em có bê được về không? Em bê được ạ. Bê về nhá, bye bye. Em chào chị. Hôm nào chị sẽ nặng. Không đi ghế nữa. Em không cần ghế đâu, nhà em có rồi. Thôi được rồi, thế chị để lại cái ghế đây cho chị được. Về nha, đi cẩn thận nhá, bye bye. Bye bye. Úi trời, thấy. Xách hoa mang về. Đấy. Sợ. Về nha. Nó mà bị hỏng cái gì thì nhớ bảo chị nhớ chưa. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại.